Ngành du lịch của nước ta đang tăng trưởng rất nhanh với tốc độ từ 25 đến 35% mỗi năm. Và với tốc độ tăng trưởng này, năm 2020 sẽ cần thêm khoảng hơn 2 triệu lao động có chuyên môn tốt trong lĩnh vực này. Nhiều cơ sở đào tạo đang gấp rút chiêu sinh, đồng thời kết hợp với các đơn vị du lịch dành nhiều thời gian cho sinh viên thực hành để đáp ứng yêu cầu công việc ngay sau khi tốt nghiệp. Các em sinh viên khoa du lịch Đại học Đại Nam Hà Nội đang được hướng dẫn cách thức đón tiếp khách ngay tại lễ tân của một khách sạn 5 sao tại thành phố biển Đà Nẵng. Các em đã trở thành nhân viên khách sạn trong hơn một tháng qua. Mọi kỹ năng từ quản lý lễ tân, buồng phòng, nhà hàng đều khá thành thạo. Nếu chỉ được học lý thuyết mà không được thực hành trực tiếp tại khách sạn thì chúng em không biết được cách ứng xử với du khách đến từ các quốc gia khác nhau và từng độ tuổi khác nhau. Và bây giờ thì em đã hiểu. Đây cũng chính là khách sạn thứ hai mà nhà trường điều hành để vừa làm du lịch vừa làm cơ sở thực hành cho sinh viên. Tính ra các sinh viên được thực hành ngay từ năm thứ nhất và tổng thời gian thực hành lên tới 50% thời gian học. Muốn sinh viên ra trường có việc làm, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và doanh nghiệp không phải đào tạo lại, thì ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi đã kết hợp với doanh nghiệp để đào tạo sinh viên lý thuyết với thực hành song song. Năm 2020, Việt Nam phấn đấu đón 20 triệu lượt khách quốc tế. Vì thế mà theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp đang có nhu cầu cao trong tuyển dụng đội ngũ hướng dẫn viên khách sạn 4 đến 5 sao với trình độ nghiệp vụ cao, kinh nghiệm và thành thạo ngoại ngữ. Đây cũng là lợi thế của sinh viên có nhiều cơ hội thực hành trong đào tạo.